Chuly Max Food hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Gia Vị Cuộc Sống. Hôm nay đây, tại gian bếp này sẽ đón chào một người khách mời coi như là rất là thân quen. Một anh ca sĩ rất là nổi tiếng và nổi tiếng với một bài hát mà hầu như ai cũng biết tới bài hát này. Chỉ với một câu hát thôi, bây giờ thì Trinh sẽ hát câu này lên là các bạn sẽ biết người đó là ai thôi à. Gọi đò ơi. Đò đây. Có đò tới rồi. Gọi đò là có đò liền. Em chào chị Trinh. Như Ngọc Thái xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của chương trình Gia Vị Cuộc Sống. Em chào anh, trời ơi hâm mộ anh lâu lắm rồi mà coi như từ hồi mà còn trẻ đó tới bây giờ nó già xuống vậy nè. Già xuống vậy nè mà vẫn còn nghe cái bài Gọi Đò đó của anh. Dạ cảm ơn chị. Cái món ngày hôm nay em được nhận từ khán giả yêu cầu cái món này mà em không nghĩ là nó khớp với anh luôn như vậy đó. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó. Nhìn anh là... thấy con hến nó to mà nó tròn, nó múp míp như vậy rất là ngon ha. Ngon ghê hồn luôn. Và bây giờ là em sẽ hướng dẫn cho anh cách làm của món này. Trước khi làm chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu, và thành phần nguyên liệu của chúng tôi gồm có những loại như sau. Bây giờ đó anh, cái hến này nè là hến mình mua ở bên ngoài, người ta sẽ có cái nồi người ta trụng hến tại chỗ cho mình. Thì khi mà người ta thả con hến vô, người ta đảo một đều thì cái hến này nó sẽ nổi lên. Cái vỏ hến nó chìm ở dưới nhưng mà con hến nó sẽ nổi lên. Người ta sẽ dùng một cái vợt, người ta vợt hết con hến nó ra mà người ta bán cho mình. Nếu như quý vị khán giả mà làm cái hến này mà không tự tay làm được thì chúng ta có thể mua ngoài chợ, hoặc là nếu như cái mình có được cái con hến tươi á thì mình sẽ làm theo cách như Chuly mới nói hồi nãy nha. Mình sẽ có một nồi nước sôi, đưa hến vào quậy đều ở trong nồi và nó sẽ nổi hến này lên, phần thịt hến chúng ta sẽ vớt ra. Thái thì trước giờ Thái đi hát không à, ít bây giờ mà vô bếp lắm. Bà xã thường là nấu cho ăn, bà mẹ mà trước ở với mẹ thì mẹ nấu cho ăn, còn bây giờ ở với vợ thì vợ nấu cho ăn, chưa bao giờ vô bếp. Và hôm nay thì nhờ chị Trinh, sau ngày hôm nay thì sẽ về sẽ thực hiện cái món này cho gia đình cũng như anh thử. Bà xã anh thử. Nhưng mà anh có thử ăn mì gói với lại hến chưa? Chưa. Mì gói ăn với hến rất là ngon. Ồ. Sao như kênh này phải mua mấy bịch hến để ở nhà rồi. Anh ơi, hến này thì mình cũng không có nên trữ đông. Anh mua hến ở đông lạnh á, thì anh về anh làm cũng được. Nhưng mà nếu như ai bụng khỏe thì không sao. Thì cái tỳ vị của mình nó hơi yếu một chút là mình sẽ gặp đau bụng ngay. Bây giờ thì phần bánh đa đó anh, thì mình có thể chọn lựa lại bánh đa nào mình yêu thích. Nhưng mà đó bánh đa dừa là ngon nhất. À đúng rồi. Nguyên liệu cái này mình có sả đó anh, mình đừng có mua sả ở ngoài xay sẵn. Chịu khó băm ra giùm em, hoặc là mình dùng cái máy xay nhỏ ở nhà của mình xay cái phần củ ở bên trên thôi. Tỏi mình cũng tự băm nè, hành phi nè, đậu phộng nè, mè rang nè. Rau răm là không thể thiếu nha. Nhưng mà có một số nơi đó thì món này người ta có thể xào chung với khế nữa. Bây giờ em sẽ mở nóng chảo lên nè. Dầu ăn mình sẽ đưa vào đây cũng khá, có nghĩa là khoảng cỡ 3 cho tới 4 muỗng canh dầu ăn. Nấu ăn ngon vậy chồng chắc cưng lắm ha. Bây giờ dầu sôi rồi nè anh, em sẽ đưa sả vô. Đó, nghe mùi đã không? Món này mình sẽ đi hơi nhiều sả một chút nha anh. Tỏi nè. Nghe đã không quý vị? Nghe cái mùi không là chịu không nổi rồi đó. Sau khi tỏi với sả mà anh làm cho nó thơm lên được như vậy, anh sẽ đưa ớt vô. Món này phải hơi cay nhẹ nha anh. Hơi cay nhẹ. Dạ. Anh ơi, anh nghe mùi thơm không? Quá thơm. Thơm lắm rồi ha. Bây giờ thì em sẽ cho hến vô. Em trước khi em cho hến vô em sẽ dặn lửa lớn lên nè. Các bạn ơi, các bạn nhớ nha, nếu như mà lửa không đủ lớn thì món này nó sẽ chảy nước. Nghe được cái tiếng nổ lụp bụp ha anh ha. Cái này là hến này là nó chín sẵn hả sao? Dạ chín rồi cho nên mình xào cũng khá là nhanh. Đó là gì? Dạ bột ngọt thì mình sẽ vô khoảng cỡ nửa muỗng thôi anh, không cần nhiều. Muối, cái nước luộc hến là người ta đã có hơi có muối, với lại con hến nó cũng nằm ở khu vực nước hơi mặn. Nửa muỗng bột ngọt và mình nửa muỗng muối. 1/3 muỗng muối thôi. 1/3 muỗng muối. Nước mắm ngon. Nước mắm ngon. Khoảng cỡ 2 muỗng canh. 2 muỗng canh. Đối với người miền Trung á thì cũng có nơi ăn đường, có nơi không ăn đường, cho nên là mình sẽ điều chỉnh cái khẩu vị theo gia đình của mình. Ở đây thì em sẽ xài khoảng cỡ 1 muỗng cà phê đường thôi. Món này mình xào càng khô ráo càng tốt, đừng để nó ra nước nhiều nha anh. Ra nước nhiều món này mất ngon. Em sẽ cho khá tiêu vô đây nha anh. Vì món này của mình á, cái thể của con hến á, nó hay mình làm cho mình bị lạnh bụng á, cho nên là mình sẽ đưa tiêu nhiều. Tiêu nó có cay không? Dạ, nó chỉ thơm nhiều là chủ yếu, mà nó làm cho mình ấm bụng thôi anh. Xong rồi đó anh thấy. Wow. Em nhắc xuống nè. Đây, ra dĩa đúng không? Dạ không, dạ không. Chưa đâu. Em sẽ đảo cho nó thoát hơi bớt một chút xíu, sau đó em sẽ cắt rau răm em đưa vô nữa. Ồ. Sao nó phải dùng với rau răm ta? Dạ, anh nên nhớ những cái món nào mà nó mát quá thì chúng ta sẽ có cách kèm hãm nó lại bằng coi như là sả, rau răm, rồi tiêu. Bây giờ em sẽ vô rau răm nha. Chút xíu hành em đã phi rồi nè. Mè rang. Ổn mè lắm trời. Dạ. Người Trung thì hay ăn món ăn hay có mè. Cái vị mè rang á, nó làm cho thơm. Em nghĩ món này anh làm lên chắc ở nhà hơi ngạc nhiên á. Hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ làm luôn, làm món này dở cũng thề ngon. Dạ, đậu phộng nè. Xong rồi, món của em đã xong rồi đây. Wow. Em bánh đa em cũng có luôn rồi nè. Đó. Một món đặc biệt của người miền Trung mình. Wow, thơm ngon quá. Đây là một cái món mà thật sự là thấy rất là thích. Ngoài cái món giòn sở trường ra, mà hiệu quả ra, thì cái món hến súp bánh đa này cũng là một trong những món mà không thể thiếu của bữa ăn của Thái khi mà về quê. Hôm nay thì được chị Trinh giới thiệu được một cái món này, và đặc biệt mà Thái không phải là sắp xếp trước nha. Tự nhiên vô chương trình là tự nhiên là chị sẽ trình sắp cho mình cái món này mà thật sự nãy nói mà giờ cái nước miếng con chảy hoài. Thái sẽ về nhà ông bà và sẽ ra tay làm món này. Thứ nhất là bất ngờ khi mà trước giờ Thái chưa bao giờ vào bếp, và lần này là thấy xưng phong là nó má là cho con vô bếp làm một món này để tặng gia đình một trong bữa tiệc gia đình. Quý vị ơi, món của chúng tôi đã xong rồi, quý vị hãy làm món